Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục là gián 4 giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh tại show mắt diễn ra ngày 20 tháng 12, 2020. Đây là gián 4. Mời các bạn xem gián cờ rất hay.
Sĩ sáo thói năm. Đến đây thì Nam Phương công tử Lại Lê Huynh đã bị rụng kim và tỷ số đang nâng lên cho anh Bảo 3-1. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.